Thank you.
Dạ. Lát này máy bơm xình bởi vậy nó hơi bị lầy quá. Làm xong vụ này là nó mới ok nè. Nó mới chỉnh lại. Dạ. Này nó mày thử máy coi. Đó nào. Tại nó vậy chơi. Sáng dưới ba bốn lỗ rồi. Lầy. Dạ, tại vô không dám đậy luôn. Sáng lầy quá lầy. Vô nước nữa chạy mới được. Dạ. Vô nước.